con con kìa. Ôi, tao đi lưới lưới cá đó đó, con đó. Thảy lên, thảy lên. Vậy? Sao tao dám xuống nổi? Cái gì? Bắt luôn. Cái con này gắn nước mà. Bắt luôn. Gắn nước. Tao dám đụng nó. Không có sao đâu. Ừ, đập chết chết. Trời ơi. Để nhà đi. Bỏ bọc vô, cầm vô. Trời thấy sao đâu? Dính dính gắn mọi người ơi. Ăn cắp mọi người ơi. Rồi, còn đâu? Cái lưới này dân lâu rồi, bỏ lâu. Đâu rồi? Có sao đâu, gạo đại đi, cái mày nè. Bỏ lâu rồi. Để dở coi. Rồi có mồi bén luôn. Mồi bén luôn anh ơi. Gần nãy giờ nó tưởng của ông đó. Có đâu? Đấy, cái đấy, dọn vậy. Ủa, cái rau đâu Trần Tịnh? Ủa, không có đâu Tịnh ơi. Tịnh ơi. Rau đâu? Quỷ. Ra đâu? Muốn ra, ra rồi đổi nè. Cái đâu? Ngay ngoài đầu đường nè. Ủa mày quẻ nó ra không ra hả? Vậy tao để đâu kia mở. Tao đâu? Ai biết? Mãi mày cầm mày đi ra lỗ gì vậy? Tao đâu nắm mà. Mãi mày bỏ đây mày chạy đi luôn nè.